Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ quay lại Bursler, Pennsylvania để tổ chức chiến dịch tranh cử. FBI nhục nhã, chính thức xin lỗi Tổng thống Trump vì đã đưa ra thuyết âm mưu sai sự thật về vụ ám sát. Thống đốc Dân chủ California Gavin Newsom yêu cầu dỡ bỏ các khu cắm trại của người vô gia cư. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm ngày 26 tháng 7 đã loan báo rằng ông sẽ quay trở lại Butler, Pennsylvania, nơi ông bị ám sát cuộc hai tuần trước để tổ chức một cuộc tập trung khác tôn vinh các nạn nhân. Cụ thể, Ngài viết, tôi sẽ quay lại Butler, Pennsylvania trong một cuộc tập trung lớn và đẹp đẽ, tôn vinh linh hồn của người anh hùng cứu hỏa được yêu mến của chúng ta, ông Corey và những người yêu nước dũng cảm ở đó hai tuần trước sẽ là một ngày tuyệt vời chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Hãy theo dõi để biết thêm chi tiết. Trong buổi tập trung chiến dịch tại Bursler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, Tổng thống Trump đã bị tay súng 20 tuổi Thomas Matthew Cruz nhắm bắn từ trên mái nhà gần sân khấu phát biểu. Viên đạn từ súng trường của Cruz đã sượt qua tay của ông Trump. Cruz cũng bắn nhiều phát đạn khác, khiến cho một người tham dự buổi vận động là cựu đội trưởng cứu hỏa Corey Comparator thiệt mạng ngay tại hiện trường và hai người khác bị thương nặng. Cựu Tổng thống Trump trong bài phát biểu tại Đại hội Quốc gia Đảng Cộng hòa vào ngày 18 tháng 7 ở Wisconsin cũng đã gửi lời tri ân tới ông Curry. Tay súng Cruz cũng đã bị mật vụ bắn chết ngay trên mái nhà, nơi người này nhắm bắn vào ông Trump. Vào đầu tuần này, thì Hạ viện Liên bang Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí lập một tổ công tác đặc biệt để điều tra vụ ám sát của ông Donald Trump. FBI nhục nhã chính thức xin lỗi Tổng thống Trump vì đã đưa ra thuyết âm mưu sai sự thật về vụ ám sát. Kính thưa quý vị, trong một tuyên bố đưa ra vào chiều ngày 26 tháng 7, FBI cho biết thứ bắn vào tay cựu Tổng thống Donald Trump là một viên đạn, dù nguyên vẹn hay vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, được bắn ra từ khẩu súng trường của tay súng 20 tuổi Thomas Matthew Cruz. Ngay sau khi tuyên bố của FBI được hãng tin Fox đăng tải, cựu Tổng thống Trump đã đăng trên tài khoản mạng xã hội Truth của mình như sau. Tôi cho rằng đó là lời xin lỗi tốt nhất mà chúng ta sẽ nhận được từ giám đốc Gray. Tôi chấp nhận. Cựu tổng thống đã đăng kèm ảnh tuyên bố. Tranh cãi bắt đầu nổ ra hôm ngày 24 tháng 7 khi giám đốc FBI Christopher Gray và giới truyền thông cánh tả đang cố gắng làm giảm nhẹ vụ ám sát tổng thống Trump đưa ra thuyết âm mưu giả mạo rằng tay của tổng thống Trump có thể đã bị trúng mảnh đạn. Christopher Gray phát biểu trước Quốc hội Mỹ rằng. Có một số câu hỏi về việc liệu có phải là một viên đạn hay mảnh đạn đã bắn trúng tại ông Trump hay không. Vì vậy, có thể hiểu được, khi tôi ngồi đây ngay lúc này, tôi không biết liệu viên đạn đó, ngoài việc gây ra vết sượt, còn có thể rơi xuống một nơi nào khác hay không. FBI cho biết đã tìm kiếm thấy nhiều mảnh kim loại gần sân khấu và sử dụng những mảnh kim loại đó để xác định xem có phải là một viên đạn hay mảnh vỡ đã bắn trúng cựu Tổng thống Trump hay không. Báo cáo y tế từ Bệnh viện Butler Memorial nêu rõ, Trump bị vết thương do đạn bắn vào tay. Tổng thống Trump đã chỉ trích Christopher Gray sau khi ông đưa ra thuyết âm mưu về mảnh đạn. Ngài viết trên Truth rằng, Giám đốc FBI Gray nói với quốc hội ngày hôm qua rằng họ không chắc rằng tôi đã bị bắn bởi một viên đạn, một mảnh kính hay một viên đạn. Nhưng ông ta chắc chắn rằng Joe Biden an toàn về mặt thể chất và nhận thức. Đó là lý do tại sao ông ta không biết gì về số lượng khủng bố và tội phạm khác tràn vào đất nước chúng ta ở mức kỷ lục. Tập trung duy nhất của ông là tiêu diệt truy 6 Patriots, tấn công Malago, cứu những kẻ điên cánh tả cực đoan, giống như những người đang đốt cờ Mỹ ở Washington DC và sơn lên tượng đại quốc gia vĩ đại của chúng ta bây giờ. Không, không may là một viên đạn đã bắn trúng tay tôi, không có kính, không mảnh đạn. Bệnh viện gọi đó là vết đạn bắn vào tay và đúng như vậy và đó là sự thật. Chẳng có gì ngạc nhiên khi FBI từng lừng lẫy một thời là đánh mất niềm tin của nước Mỹ. Thưa quý vị, cựu bác sĩ tòa bạch ốc tiến sĩ jason cũng chỉ trích FBI Christopher Gray vì đưa ra thuyết âm mưu về mảnh đạn pháo. Phe cánh tả hiện đang nói dối về vết thương ở tay của Tổng thống Trump. Bác sĩ Johnson đã kiểm tra và điều trị vết thương ở tay của Tổng thống Trump và cho biết tay của Trump bị trúng đạn. Đó không phải là thủy tinh, đó không phải là mảnh đạn. Tiến sĩ Jackson viết vào thứ Sáu, kẻ ám sát đã bắn nhiều phát đạn từ khoảng cách tương đối gần bằng một khẩu súng trường công suất lớn trong đó có một viên đạn bắn trúng vào tay phải của cựu tổng thống và hiện là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Tôi đã xem xét hồ sơ bệnh án của Tổng thống Trump từ Bệnh viện Bursler Memorial, nơi ông ban đầu được đánh giá và điều trị cho vết thương do súng bắn vào tay phải, đã từng là bác sĩ cấp cứu trong hơn 20 năm tại Hải quân Hoa Kỳ, bao gồm cả bác sĩ chiến đấu trên chiến trường Iraq. Tôi đã điều trị nhiều vết thương do súng bắn trong sự nghiệp của mình dựa trên những quan sát trực tiếp của tôi về vết thương. Tiền sử lâm sàng có liên quan và kinh nghiệm đáng kể của tôi trong việc đánh giá và điều trị cho những bệnh nhân có vết thương tương tự. Tôi hoàn toàn đồng ý với đánh giá và điều trị ban đầu do các bác sĩ và y tá tại Bệnh viện Bursler Memorial thực hiện vào ngày xảy ra vụ nổ súng hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy đó là thứ gì khác ngoài một viên đạn. Quốc hội nên sửa lại hồ sơ đã được cả bệnh viện và tôi xác nhận. Giám đốc Ray đã sai và không phù hợp khi đưa ra bất cứ thuyết âm mưu nào. Thống đốc Dân chủ California Gavin Newsom yêu cầu dỡ bỏ các khu cắm trại của người vô gia cư. Kính thưa quý vị, Thống đốc Đảng Dân Chủ Gavin Newsom của tiểu bang California đã ban hành lệnh hành pháp hôm ngày 25 tháng 7, yêu cầu các cơ quan chính quyền tiểu bang này bắt đầu dỡ bỏ các khu trại dành cho người vô gia cư trên toàn tiểu bang. Quyết định này được đưa ra sau phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ, cho phép các thành phố thực thi lệnh cấm ngủ ngoài trời ở nơi công cộng. Theo lệnh này, thì các cơ quan địa phương tiểu bang California sẽ được hướng dẫn cách dỡ bỏ lều và nơi trú ẩn tạm thời xảy ra khắp bang, những nơi đó nằm chủ yếu dọc theo đường cao tốc tại các khu vực công cộng như là bãi đậu xe của trung tâm mua sắm và công viên thành phố. Lệnh nêu rõ rằng quyết định cuối cùng về việc dỡ bỏ các khu trại vẫn nằm trong tay các chính quyền của địa phương. Trong tuyên bố, thống đốc nhấn mạnh rằng lệnh này không chỉ yêu cầu các cơ quan tiểu bang hành động nhanh chóng để đối phó với các khu cắm trại nguy hiểm mà còn cung cấp hỗ trợ cho cư dân trong khu cắm trại. Ngoài ra, lệnh còn cung cấp hướng dẫn để các thành phố và quận thực hiện các hành động. Ông Newsom cho biết, California đã không ngừng nỗ lực để giải quyết vấn đề xã hội này và giờ là lúc từng cá nhân nỗ lực thực hiện phận sự của bản thân. Động thái này nhằm đáp lại phán quyết của tòa án tối cao Mỹ vào tháng trước, ủng hộ việc thành phố Grand Pass bang Oregon phạt tiền người vô gia cư đang sống trên đường phố. Bác bỏ lập luận rằng hành vi này vi phạm lệnh cấm của hiến pháp về hình phạt tàn nhẫn và bất thường. Ông Newsom cho biết hành động khẩn cấp là cần thiết trong bối cảnh đối mặt với các khu cắm trại nguy hiểm. Tuy thống đốc không có quyền trực tiếp ra lệnh cho chính quyền địa phương hành động, thế nhưng chính quyền bang có thể gây áp lực bằng cách kiểm soát việc giải ngân vốn. Sắc lệnh hành pháp dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người dân của California vô gia cư. Họ thường xuyên cắm trại trong thành phố từ lâu, thậm chí có người chiếm cả một khu công cộng và có hiện tượng sử dụng ma túy ngoài trời. Văn phòng thống đốc nhấn mạnh người trong các khu trại sẽ được thông báo trước và ưu tiên dọn dẹp những khu trại có rủi ro cao. Đồng thời, các quan chức địa phương được yêu cầu làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ người vô gia cư và đảm bảo đồ đạc của họ được an toàn trong ít nhất là 60 ngày. Thưa quý vị, là một tiểu bang có dân số vô gia cư chiếm khoảng 1 phần 3 của toàn nước Mỹ, vấn đề này của California là một vấn đề then chốt trong nhiệm kỳ của ông Newsom. Nhằm giảm bớt áp lực thì đầu năm nay, ông đã ủng hộ mạnh mẽ và thúc đẩy kế hoạch vay gần 6,4 tỷ đô để xây dựng 4.350 đơn vị nhà ở cho người vô gia cư. Ông Newsom tiết lộ rằng, chính quyền bang của ông đã đầu tư khoảng 24 tỷ đô vào việc dọn dẹp đường phố và cung cấp nhà ở cho những người vô gia cư. Nhưng ông thừa nhận vấn đề vẫn còn gai góc. Gần đây, thì một đợt kiểm toán tiểu bang báo cáo rằng California đã thiếu sót trong việc theo dõi tính hiệu quả của số tiền công khổng lồ, làm dấy lên chỉ trích chính quyền Newsom. Bối cảnh của lệnh hành chính này là đảng Cộng hòa đã mạnh chú ý tình hình xã hội phức tạp tại California và cuộc khủng hoảng về người vô gia cư ở đây. Điều này liên quan đến việc Phó Tổng thống Harris mới bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống. Do bối cảnh thăng tiến chính trị của bà Harris liên quan đến California khi từng giữ chức vụ công tố, tổng trưởng lý và thượng nghị sĩ ở California khiến các vấn đề xã hội ở đây được chú ý nhiều hơn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time.